Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả, trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita. Và xin nhắc lại là bây giờ thì chúng tôi vẫn đang mở đường line để mà nhận order của tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Sâm củ nguyên chất như thế này tại bang Wisconsin, Hoa Kỳ được trồng 5-6 năm, giá on sale chỉ có 100 đồng một pound mà thôi, và chúng tôi gửi free shipping về đến tận nhà. Sở dĩ mà Phòng Khanh nhấn mạnh rất nhiều lần cái chuyện mà sâm này được trồng tại bang Wisconsin, Hoa Kỳ để vì có thể yên tâm, nhiều vị không có biết là nguồn gốc của sâm từ quốc gia nào vân vân, vấn đề vệ sinh họ làm sao, chỉ vì có thể mua và hoàn toàn yên tâm sử dụng vì đây là sâm được trồng và cũng như là thu hoạch tại Hoa Kỳ. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi cũng hay nói nhiều đó là sâm phải trồng cái độ là 5 năm, 6 năm trở lên thì cái độ dược tính nó mới cao, bởi vì biết trong một cái quá trình trồng sâm kéo dài như vậy đó thì chắc chắn là công sức chăm bón rất là nhiều. Cái đó nó cũng làm nên cái giá trị của những cái củ sâm này. Còn nhiều khi quý vị thấy sâm ở ngoài chợ họ bán làm thực phẩm rồi ăn bình thường á, thì những cái sâm đó là những con gọi là thương phẩm, tức là họ trồng không có cần phải dược tính nhiều. Một năm hai năm củ sâm nó đủ bự một cái là người ta lấy ra người ta đem bán thôi, mà chúng ta chỉ làm cái đó giống như là ăn những cái rau cỏ bình thường mà thôi, nó không phải là vấn đề sâm mà nó có cái dược tính cao như là sâm là trồng 5-6 năm như vậy đó. Thành thử ra quý vị mua cái loại sâm củ nguyên chất này của công ty Princess Lifestyle thì có hai điều quý vị yên tâm, đó là thứ nhất sâm này là tại Hoa Kỳ, và thứ hai là sâm này đã là trồng 5-6 năm, tức là cái độ dược tính nó cao, nó là sâm dạng dược thảo chứ không phải là sâm mà chúng ta làm thực phẩm mà chúng ta ăn một cách đơn giản mà nó rẻ tiền. Thì cái đó là chúng tôi muốn nói vậy. 100 đồng một pound như thế này quý vị xả khô rồi nha, sâm này đã được sấy khô rồi. 100 đồng một pound thì hơn nhiều quý vị hỏi chúng tôi là một pound nó bao nhiêu, thì một pound á nó khoảng 20-25 củ một hộp như thế này, mà hai hộp có nghĩa là nó tới khoảng chừng 40-50 củ sâm nhỏ như thế này một pound. Một pound nó cũng nhiều lắm thưa quý vị. Có thể là ví dụ mình mua mình sử dụng một phần mình tặng cho cha mẹ ông bà một phần cũng được, còn nếu mà có cả cha mẹ thì mình tặng mỗi người một hộp như thế này thì cũng đã rất là nhiều rồi, sử dụng rất là lâu. Nhiều quý vị mới gọi vô order thì muốn nhờ chúng tôi là xay nhuyễn ra thành bột luôn, thì các bác là thường thường thích như vậy, xay nhuyễn ra thành bột cái mình bỏ vào cái lọ nhựa hay là keo thủy tinh vân vân, giữ đó cái cứ mỗi sáng mỗi chiều cứ múc một muỗng cà phê ra quậy ấm 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 vậy nè, không ạ? Rồi mình uống vô thì nó giúp tăng tuần hoàn máu vân vân, người ấm lên. Mà chúng ta khi mà chúng ta làm uống những bột sâm như vậy thì chúng ta tin chắc 100% rằng đó là sâm nguyên chất nhờ công ty xay nhuyễn ra, không mà mình mua sâm cũ đàng hoàng không có pha trộn gì hết cả. Cái đó là cái điều mà chúng ta yên tâm khi mà mua sâm củ nguyên chất như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Hello. Dạ. Tôi xin có câu hỏi với bác sĩ người người ta. Dạ, dạ xin mời cô ạ. Dạ, tôi đang nghe đây chị. Bởi vì tôi cũng là uống thuốc của bác sĩ cũng nhiều năm rồi, nhưng mà bây giờ tôi có một cái bệnh khác là cái bệnh tê tai. Dạ. Cái tai nó tê từ bắt đầu từ cái chỗ cái dai mà nó tê như có kim chích mà tê vậy ra tới mấy cái ngón tay đó bác sĩ. Dạ. Bây giờ ở chỗ bác sĩ có cái thuốc uống không bác sĩ? Dạ tôi có 2-3 loại uống nữa chị. Một loại là ví dụ chị bị phong thấp đi thì tôi có 2 loại uống đó cho bị phong thấp, tê thấp đau nhức nhức mỏi, còn một loại nữa là cho máu huyết lưu thông. Thì chị tới phòng mạch rồi chị uống muốn loại nào thì tôi coi cho chị rồi tôi khám chị, rồi chị có thể uống cái loại nào mà nó hợp với chị đó thì chị có thể uống một vài chai chị sẽ hết. Dạ. Dạ. Bác sĩ là tại vì tôi ở trình lốt đó, thành ra ví dụ muốn xuống phòng bác sĩ thì lúc nào xuống được bác sĩ? Dạ thường thường ngày thứ ba như chiều hôm nay, còn ngày thường thứ bảy này kia chị xuống hãng thuốc tôi đi. Hãng thuốc tôi nó nằm ở trên Los á chị, nó nằm ở Baldwin Park á, ngay chỗ mà Elmonte á. Dạ, dạ, có hai chỉ. Ngày thường tôi có thể cho câu hỏi thêm câu này nữa. Dạ. Thì tôi bị tê cái tay thì cũng mấy tháng nay rồi. Ừ. Thì có người bạn dẫn đi châm cứu đó bác sĩ. Dạ. Mà cái châm cứu thì ta tự nhiên thấy người ta châm cứu mà người ta không có lấy cái kim, mà mỗi cái bọc nó xét kim ra mà ta gom nấm kim là châm vậy, mình có hợp vệ sinh không bác sĩ hả? À? Thì mỗi lần thật chị, thế mà châm phải châm kim mới chứ chị. Mỗi lần châm cho chị thì người ta xé mở cái kim ra, người ta xé
ta lấy cái bên trong rồi người ta chăm cho chị, rồi sau đó người ta dục rác chứ đâu có một đống vậy được chị, vậy là không có đúng rồi. Tôi thấy cái người mà chăm cứu tự nhiên người ta cầm một mớ giống như 5-7 cây vậy, rồi cái người ta chăm, người ta cũng lấy anh con người ta soi vô người ta chăm như vậy đó, là tôi cũng đang suy nghĩ, tôi nói cái kim thì phải nằm ở trong cái bao giấy xé ra thì nó mới là kim mới, còn như vậy là có thể là nhiều khi kim mới đâu có được hợp vệ sinh nha bác sĩ. À, chị phải nhìn, chị phải hỏi người ta, hỏi kim này kim mới hay kim cũ, mà thường thường thì kim nhiều khi người ta xé ra một lúc 5-7 cây vậy đó chị. Dạ. Chứ, nhưng mà thường thường thì tới phòng mạch tôi chăm cứu cho người ta đó, thì tôi chăm cây nào tôi xé cây đó ra cho người ta yên tâm, tôi thấy là biết đây là 100% kim mới chứ không có kim cũ, không có khởi kim xài lại đó thưa chị. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Và nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì xin gọi cho bác sĩ Morita, hoặc là muốn lấy hẹn được bác sĩ khám là 818-634-1706. Bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả cái tiếp theo đường lại. Dạ vâng. À, xin chị cho tên và số điện thoại ạ. À, vâng, số điện tên của tôi là Lê ha, Lý. Dạ. Lê. Lý Lê, dạ rồi. Dạ, rồi số phone là 714-900. Dạ. 9196. 9196, rồi chị muốn dạ. Order một pound phải không ạ? Dạ vâng ạ, tôi muốn một pound. Có cần xây nhuyễn không ạ? Không ạ. Một sao nguyên sâm cũ như vậy nha. Chị Ly đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại với chị. Quý vị, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi đang mở đường live và nhận order. Quý vị nào muốn order một pound sâm. Một pound sâm thì nó có hai hộp nhỏ như thế này. Mỗi hộp như vậy khoảng chừng 20-25 củ sâm nhỏ. Và chúng tôi bán là 100 đồng một pound. 100 đồng một pound. Giá on sale đặc biệt, giá bình thường đó tới 150 lần thưa quý vị. Mà ngày hôm nay chúng tôi chỉ bán có 100 đồng mà thôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Dạ, vâng, xin cho anh muốn order sâm phải không ạ? Hello. Dạ, anh muốn order sâm hay là anh muốn câu hỏi với bác sĩ Morita? Dạ, muốn câu hỏi, không phải cái sâm mà em hỏi về cái brand á. Dạ, chị hỏi đây, BS brand hả chị? Thuốc bổ ốc có phải không chị? Dạ, bổ ốc, thật sự có bổ ốc không anh? Dạ, thưa có chị. Dạ hả? Dạ, số 30, số 38 đó chị, bổ ốc tăng trí nhớ. Dạ, bao nhiêu một họ lọ vậy? Dạ, 30 mấy đồng đó, mà mỗi một ngày chỉ cần uống 2 viên thôi. Sáng viên, tối viên, hoặc là tối trước khi chị đi ngủ chị uống 2 viên. Thì giúp cho ốc bổ tăng trí nhớ thôi chị. À, đây, ba mươi mấy đồng chai, mà chị mua 6 chai được tặng cho anh chai free. Dạ, rồi. Dạ. Dạ, uống bao nhiêu mà họ uống hết. Mà trí nhớ nó mới khá lại. Có trong vòng vài tuần lễ chị, cái chất lượng không phải bao cũng thường nữa chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, thưa không có chị. Số 38 nha chị nha, bộ ốc tăng trí nhớ. Dạ vâng. Bộ ốc tăng trí nhớ số 38, thưa vị. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng tôi đang mở đường live ở số điện thoại của Little Sài Gòn TV. Vì nào muốn gọi vô và order xong, xin gọi ngay chúng tôi ở 714-893-3264, 714-893-3264. Một pound sum promotion của công ty Princess ngày Playstyle ngày hôm nay. À, giá chỉ có 100 đồng một pound và chúng tôi gửi về cho tất cả các tiểu bang, không có tính thêm cước phí gì nữa hết cả. Gọi ngay chúng tôi 714-893-3264, 714-893-3264. À, cũng xin nhắc thêm là nếu vì nào không kịp order ngày hôm nay đó thì sau chương trình vì có thể gọi cho Phạm Khanh ở 714-653-0605, 714-653-0605. Bây giờ thì chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Dạ vâng, chị muốn order sâm hay là muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Morita? À, tôi muốn hỏi bác sĩ Morita. Dạ vâng, chị hỏi đi cô. Hello. À, tôi nghe đây chị hỏi đi chị. À, dạ thưa bác sĩ, tại vì tôi thì tôi uống bác sĩ nhiều cái loại thuốc thì tôi đã hết những cái chứng bệnh tôi hết rồi. Thì tôi đang uống cái thuốc mà tăng cường trí nhớ với bộ óc đó. Dạ. Uống 3 hộp thì tôi thấy tôi cũng được 5-6 phần ok. Thì bây giờ tôi tiếp tục tôi uống thêm nữa được không hay là tôi ngưng ạ? À? Dạ được chị, tiếng chị nhìn như chị là chị Thiên phải không chị? Chắc không phải. Dạ. À, phải chị là chị dạ, Thiên. Dạ phải, tôi là A, tại vì lần tôi cũng gặp bác sĩ, tôi cũng gọi lên đài, tôi cũng được tặng quà với lên, dạ, cũng có chị. Phỏng vấn đó. Dạ dạ. Chị... Dạ, vì có dắt mấy người bạn ở bên cái bang khác qua mua đó. Dạ hả chị? Dạ rồi, thì bây giờ thì muốn hỏi tại vì tôi ok lắm rồi, tôi uống... cái tăng cường trí nhớ vô lần tôi quên là tôi quên mất tiêu luôn. Dạ. Thì tôi uống này hộp thứ 3 cũng gần hết nữa thì
nhưng mà tôi thấy 10 phần mà tôi cũng được 6 phần để mà giống như cái trí nhớ mình á. Quên cái tôi nhớ lại liền, còn cái tôi quên là cho nó khét, cho nó cháy luôn. Tôi nghe thấy cháy, tôi nói cô người ta cháy chứ không ai nói của tôi. Bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ, giờ tiếp tục mình uống nhiều nó có cái hại gì không? Dạ không sao đâu chị, chị có thuốc, chị có thể uống 6 tháng năm rồi chị chị ngưng một vài tháng, hoặc là chị tiếp tục chị uống luôn vài năm liên tục cũng được chị. Dạ tay bác sĩ với ông, tôi uống cái thuốc mà đổ mồ hôi rồi nó nóng nó lạnh đó, tôi uống 7 hộp là tôi hết, nay mười mấy năm của bác sĩ không còn chứng bệnh nữa nữa. Hết rồi phải không chị? Rồi tôi có một bạn bị gan, nó viêm gan rồi bà uống, bây giờ về Việt Nam rồi bà mua đem về bà uống, bây giờ bà gọi bà nói thuốc bây giờ bà đã bớt hết rồi, bà còn đi khám lại thì không còn nhiều nữa. Thì còn cái thuốc bổ ốc tăng cường trí nhớ thì chính tôi uống này ba hũ gần hết. Mà nó không có hoàn toàn hết, nhưng mà điều nó được cho tôi quên, cái tôi nhớ lại chút xíu tôi quên, tôi tắt tôi cắm cửa thì nó ô mình còn nấu cái chuyện đó. Họ tiếp tục mình uống như vậy thêm á, có ok, nó có work không? Chị uống thêm vài tháng nữa đi chị, nó giúp cho trí óc chị trở lại bình thường. Dạ. Và thường thường nhưng bữa ngày thứ mấy mình gọi vô đài mình được tặng thưởng quà với bác sĩ? Dạ buổi tối nay chị coi đi, bây giờ chị cho Phạm Khanh cái số phone của chị đi, rồi có gì Phạm Khanh liên lạc lại với chị nha. Số phone của tôi là 714-989-0261. 989-0261 ha chị Hoa ha. Rồi. 0261 Hoa. Cảm ơn chị Hoa. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay và tiếp tục nhận order cho chương trình ngày hôm nay. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tình tương đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.